Đây là chiếc đồng hồ Vedette hàng bãi thương hiệu của Pháp nhé. Vedette một trong những thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Thì chiếc này thùng gỗ có kích thước chiều cao là 71, chiều ngang là 34. Chất liệu được làm bằng chất liệu gỗ sồi của Mỹ nhé. Thì chiếc này thùng gỗ rất là dày nặng chắc chắn này. Mặt trước này được đục chạm những cái hoa văn rất đẹp nhé. Những bông hoa rồi là lá cành. Đây là đục trực tiếp lên trên thân nhé, lên trên thân cánh nhé. Đây là cái chất liệu gỗ thì rất là dày, là bên trên là kính mo cong hình bát giác, bên dưới là kính phẳng quả chuông nhé. Thùng gỗ rất đẹp luôn. Chiếc này máy cơ ba nốt quát và chơi bản nhạc rất minh tư, điểm chuông 15 phút, 30 phút, 45 phút và 60 phút, sau đó nó sẽ có giờ. Bây giờ mình test tiếng chuông nhé. Chiếc này đời máy 42, củ gông lòng máng nhé, chuông rất là hay luôn. Rồi, tiếng chuông rất ngân vang hay nhé. Tám thanh gông thép xanh thẳng. Một bộ máy đồng thì vàng óng mà. Rồi bây giờ mình sẽ tháo máy để cho các bác xem tham khảo nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Đây là chiếc này còn đầy đủ hết cả ốc chắn tường này, cân tâm này, tem này. Đó. Cánh thùng thì rất là dày luôn. Một form thùng to, tông màu sáng rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ máy ra để các bác xem tham khảo. Đây, một bộ máy 42 nhá. Tuyệt đẹp luôn. Còn đây là một bộ máy VDS nhá, VDS máy 42. Máy rất to và nặng luôn. Đồng vàng óng nhá. Bên trên là thân có dập chữ 42 này, seri của máy này. Chiếc này có khóa gông đêm nhá. Khi chúng ta đêm chúng ta không thích nghe tiếng chuông thì chúng ta gạt này khóa thì sẽ không sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nhá. Một bộ máy đẹp xuất sắc luôn nhé, zin bản 100%, này tiếng chuông rất hay và chạy chuẩn giờ. Đó. Hàng rất đáng chơi, sưu tầm nhé. Vâng, với một chiếc đồng hồ VDS hàng bãi của Pháp đẹp và zin bản như vậy, test chạy ok hết rồi nhá. Mình đã lau dầu, test chạy rất chuẩn giờ, ok, chuông đánh hay, thùng đẹp, chung là nghe hai bài đẹp. Hiện tại bên mình là đang bán chiếc này với giá là 5 triệu 200 nghìn đồng nhá, 5 triệu 200k, giá rất tốt tại thời điểm hiện tại luôn nhá. Có nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc Zalo là 035 874 2679 nhé.